350 đúng không? Ok em trai. Quất xài. Thank you em nhiều, cảm ơn em trai. Lúc ấy cho vợ anh này đúng không? Bảo qua ai đúng không? Em biết cửa hàng rồi. À ừ. Thế mới đâu chứ. Còn ngân với ai đang hết, chắc mới không mới có. Còn nghe đanh đúng không? Nghe đanh. Đấy, nghe đanh. Xài đi của quăng đúng không? Cái bộ xi nhan với ốp tay cửa em bao tiền nhỉ? 450 em ơi. Là mấy món nhỉ? Xi nhan không, 4 cái với cả tay một cửa 450, 900, 2 món. Xi nhan đây, xi nhan gồm xi nhan này. À không em ơi, con này không có xi nhan rồi, con L250 không có đâu. Cái này này. Con này chỉ có cái này thôi. Cái này 350 em ạ. Một đôi à. Đúng rồi, với cả cái này là 450, tay mở cửa với cả này 450. Cái này với cái này là 450. Đúng rồi, chính xác luôn. Nhưng mà bao nhiêu nhỉ? 450, đúng rồi. Qua bao giờ có, mai kia qua lấy luôn. Ừ, coi thì cho anh tầm bao hôm nữa. Là có, ừ. Ok. Thank you em nhá. Cảm ơn anh nhá. Chảy em riêng thôi. Chảy rất là nhiều luôn. Đấy, em trai em nọ nắp lên vàng các bạn ấy. Nắp lên bỏ lên vàng này. Đấy, anh em nào xem cái clip của mình thì em mình trước đây chạy tối. Em trước chạy tối và em cũng mua online của mình rất là nhiều. Mấy lần thì cũng gửi về cho bạn ấy cái kiếm cùng với đầu cá bin đấy, cũng gửi về cho bạn ấy thì bạn ấy cũng chạy qua nhà mình, nhưng mà có không chạy sớm không chạy muộn thì nên là nhiều khi anh em mà qua muộn thì các bạn cứ qua thoải mái nhá, mình làm việc đến 24 giờ đêm cơ thì các bạn cứ qua thoải mái ủng hộ mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, anh em nhớ vào số nhà 110 các bạn nhé.